Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip này em sẽ test lại cặp loa JBL TI-5000 và chiếc âm ly Lachman L32LX32U. Đây là một cái combo có thể nói rằng rất hay mà hôm qua em đã quay một video clip, nhưng do để cái điện thoại nó gain nó lớn quá cho nên là nó đã hơi bị vỡ tiếng một chút, và hôm nay em sẽ quay test lại để mọi người cùng thưởng thức chất lượng âm thanh tốt nhất từ cái bản phối ghép này. Rồi bây giờ sẽ xin mời mọi người cùng thưởng thức nha. Người yêu
còn lời yêu dư lại để con quyết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi.